bão số 3 đã làm cho hơn 400 vị trí cột điện trung thế, hạ thế trên địa bàn huyện Vân Đồn bị gãy đổ, khiến mất điện toàn bộ huyện Vân Đồn. Xác định việc cấp lại điện lưới là ưu tiên hàng đầu. Trong những ngày vừa qua, Điện lực Vân Đồn đã huy động tổng lực, nhân lực, phương tiện, vượt đồi núi, sóng gió, thi công cả ngày lẫn đêm để sớm khắc phục các đường điện. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Ninh cũng đã cử cán bộ, công nhân đến hỗ trợ cho Điện lực Vân Đồn sớm khắc phục tình trạng mất điện. Điện lực Vân Đồn đang cố gắng khắc phục và cấp điện trở lại cho toàn bộ khu vực đất liền của huyện Vân Đồn trong cuối tuần, cụ thể là có thể là trước ngày 16 tháng 9 thì sẽ cấp điện trở lại. Còn khu vực Nam xã đảo thì Điện lực Vân Đồn đang lập kế hoạch và sẽ có kế hoạch vào ngày 13, 14 tháng 9 sẽ cố gắng khắc phục toàn bộ những cái thiệt hại về lưới điện và cấp điện trở lại cho bà con khu vực Nam xã đảo một cách sớm nhất. Cùng với việc sớm khôi phục lại đường điện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vân Đồn cũng đang tập trung sửa chữa lại các công trình bị hư hỏng để nhanh chóng hoạt động trở lại bình thường. Trong đó, đối với cảng quốc tế Ao Tiên, từ chiều ngày hôm qua đã bắt đầu đưa đón khách trở lại giữa Vân Đồn và các xã, huyện đảo. Là song song với việc sửa chữa bến cảng quốc tế Ao Tiên nhanh hết mức có thể thì chúng tôi vẫn đang đảm bảo được điều kiện cần thiết và đủ để đưa khách ra các tuyến đảo cũng như là đón khách từ các tuyến đảo về. Như ngày hôm qua thì đã đưa được 2 chuyến tàu, một chuyến tàu ra ngoài Cô Tô và cũng một chuyến tàu ra ngoài Quan La. Đối với Vân Đồn, thiệt hại lớn nhất do bão số 3 gây ra là ảnh hưởng tới các hộ nuôi trồng thủy sản. Phần lớn các hộ dân đều mất trắng, chỉ còn lại đó là phao nuôi và một lượng cá nhỏ sót lại trong các lồng bè. Việc khắc phục thiệt hại chắc chắn sẽ còn phải dài lâu. Còn trước mắt, các hộ dân đang tập trung vớt phao trôi và tiêu thụ một phần số hải sản còn lại. Cá cũng hết, bè cũng hết, hầu cũng hết, tài sản không còn rồi. Đấy, nếu như bây giờ còn tôi ra thì gọi là thu gỡ được tí phao nào biết tí ấy đó. Chứ còn thì không còn gì đâu. Đây là mong các cấp chính quyền địa phương và nhà huyện, tỉnh để xem làm sao có cung cấp được cho bà con dân chúng tôi được phần nào lại hỗ trợ để khôi phục lại để sản xuất. Nói về dân biển thì thiệt hại rất là nhiều. Nhiều nói về chăn nuôi thì mất 90%, còn 10% là vớt vát thôi. Bây giờ tất cả các lồng bè là họ sổng ra ngoài hết, còn dân cư họ đi câu. Chúng tôi là người đi mua về để hỗ trợ bà con gỡ được ít nào ít to, tốt ít đấy. Kinh tế biển, trọng tâm là du lịch và nuôi trồng thủy sản là lĩnh vực kinh tế trọng điểm của huyện Vân Đồn. Cùng với nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, của người dân, doanh nghiệp, thì sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, nhất là về cơ chế chính sách sẽ giúp cho người dân, đặc biệt là những hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Vân Đồn sớm vượt qua khó khăn.